Bông hoa của Aden ánh dương của Aden Em gái của tôi. Ngô công chúa Mezien. Khi em ấy nở nụ cười rạng rỡ từ ánh dương, ai ai cũng bị em ấy hút hồn. Từng lời, từng lời mà em ấy nói đều nghe như rót mật vào tai. Đôi mắt lấp lánh, mọi hình dễ thương cùng tính cách ngọt ngào. Em ấy là đứa trẻ nhận được tình yêu thương của tất cả mọi người. Tóc đen như con quạ đen, đôi mắt màu xanh lá nhạt. Tôi là một đứa bé khác biệt. Dù vậy tôi rất quý và yêu thương đứa bé đó, chúng tôi là một gia đình, đó là sự thật vĩnh viễn không thay đổi. Ôi trời, sao con quạ đen lại suốt ngày ăn bám công chúa Mejian vậy? Cũng là thân phần công chúa như nhau, nhưng tôi luôn là trung tâm của sự mỉa mai châm chọc. Dù cho mọi người thường lấy tôi ra để so sánh với Mariana, À ừ, không có gì đâu. Nhưng tôi yêu em ấy bằng tất cả trái tim này. Không là đã từng yêu. Trước khi tôi bị buộc cậu đầu độc, thì là như vậy. Mời em tham dự buổi tiệc trà vào một ngày tiết trời đeo thế này, chị Alice sư thật ngọt ngào. Đúng như lời chị nói, hoa mùa xuân nở đẹp quá đi. Vậy sao? Mình chị ngầm thấy hơi đáng tiếc. Hi hi, chị thật là... Chị vừa được thưởng loại trà ngon nên muốn cùng. Uống. Mà gì, Chị, chị. Mê gì, Nói chứ, tôi đã biết ngay từ đầu cô công chúa quạ đen đó sẽ dở trò mà. Rõ ràng là nó ghen tị với Meijian nên mới làm ra trò đó. Ngay từ đầu tôi đã thấy mùi rồi. Dù là chị em cùng cha khác mẹ, nhưng cùng là công chúa với nhau. Sao có thể mù quáng vì ghen tị mà đầu độc em chứ? Đúng là nỗi ông nhục của đế quốc. Mình ngủ bao lâu rồi? Ở đây mình không biết được là ngày hay đêm. Nơi tôi bị giam cầm. Đói bụng quá, là phòng giam đơn độc trong ngục tối, tia nắng cũng không thể lọt vào. Lạc, đồ ăn. Mỗi ngày chỉ được ăn đúng một bầu bánh mì và một cốc nước. Trở thành nguồn sống duy nhất của tôi trong chốn ngục tù này. Nó giúp tôi kéo dài sinh mạng trên sàn gạch lạnh lẽo, ôm niềm hy vọng chờ đợi trong quãng thời gian dài lê thê ấy. Dù không nghe thấy bất cứ tin tức gì từ gia đình, đôi khi tôi đã nghĩ, lỡ như mình bị giam ở đây cả đời thì sao? Nhưng rồi ta đã tự an ủi bản thân mình rằng, họ sẽ cố hết sức xóa hết tội danh và đưa tôi ra khỏi đây. Đúng vậy, mình sẽ ra khỏi đây. Không biết mà gì có ổn không nhỉ? Đi ra đi. À. Hóa ra ánh mặt trời ấm áp dịu dàng tới vậy. Á. À. Ngẩng đầu lên. Anh trai, chị. Cha! Mà gì? Mê Diên ở đâu rồi? Mà gì? May quá, em không sao. Thần Linh ơi, con cảm tạ người. Tội nhân từ công chúa Alice. Đã có phán quyết dành cho người. Người phạm tội mưu sát Mê Diên, ngủ công chúa của đế quốc Adenburg. ta phán ngươi tội tử hình